Trong những tháng cuối năm 2023, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-EPC sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng quản lý vận hành lưới điện, kiểm tra định kỳ lưới điện, tăng cường kiểm tra đột xuất công tác an toàn vệ sinh lao động hiện trường, kiểm tra tình trạng kỹ thuật, vận hành lưới điện vào trước và trong các đợt nắng nóng, mùa mưa bão. Ngành điện miền Bắc luôn nhận thức được vai trò quan trọng của công tác an toàn vệ sinh lao động, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, từ đó xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, góp phần hạn chế thấp nhất những sự cố, tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra, giúp cho người lao động yên tâm làm việc. EVN-EPC quyết tâm thực hiện tốt kỷ luật an toàn trong năm 2023, tăng cường kiểm tra phát hiện, ngăn chặn các vị trí lưới điện có nguy cơ gây mất an toàn, các điểm, vị trí có nguy cơ vi phạm hành lang lưới điện, thực hiện nghiêm quy định của Tổng Công ty về việc phổ biến, kiểm tra đầu giờ các tổ nhóm công tác trước khi ra hiện trường. Bên cạnh đó, EVN-EPC sẽ tăng cường các biện pháp tuyên truyền, kết hợp với chính quyền, thực hiện phạt hành chính, thực hiện tốt công tác phát quang hành lang tuyến theo quy định, cắm biển cảnh báo phòng ngừa vi phạm tái diễn, phối hợp chặt chẽ giữa các tổ, đội với tổ chức công đoàn đồng cấp, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động về luật an toàn vệ sinh lao động, phổ biến những nguy cơ có thể gây ra cháy nổ và tai nạn lao động.